xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam bạn thân mến, Nguyễn Thất Thành cùng với ông Đặng Thái Thân, một nhà trí sĩ theo con đường cứu nước của ông Phan Bội Châu, có một buổi chuyện trò trong tình chú cháu khá thân mật, nhưng cũng nhiều mâu thuẫn. Tuy không cùng đi một con đường, nhưng trong tâm của họ, một già một trẻ đều sáng bừng cùng một trái tim, yêu nước. Trong lúc này ở Huế, Đức Vua Thành Thái mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây, công việc đang tiến hành thì bị lộ, đức vua đã bị hạ ngục. Mỗi người dân kinh đô đều nặng chịu căm hờn, ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua. Cuộc sống của kinh thành Huế trong những ngày vua thành thái bị đi đầy ra sao? Cha con ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy có tiếp tục ở lại Huế hay không? Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. xuống một mảng tóc đổ xuống che gần hết nửa vầng trán và đuôi con mắt bên trái đường ngôi rẽ bên phải mới hình thành rõ nét ngay thẳng giọng nói của thành hơi run run chú ơi cháu vẫn còn ở cái tuổi trẻ thơ và các chú đã tin đã định giao phó cho cháu công việc tối hệ trọng trong lịch sử nước nhà ta thường thấy mỗi khi tổ quốc thăng trầm thì xuất hiện vô số những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn cháu ạ à. tổ quốc gọi mọi người con mang dòng máu đỏ sắc da vàng hãy cứu nước nguyễn tất thành nhón hai bàn chân lên anh muốn đứng bật dậy mắt anh rơm rớm ướt chú ơi chú cháu đang như con chim chưa đủ lông cánh mà trời đang bão lớn bay hướng nào đây cháu cứ mạnh dạn lên đặng thái thân vẻ cởi mở Thành nói, cháu nghĩ rằng nước ta và nước tàu ở gần nhau như hai nhà liền vách chung sân, lại cùng giống da vàng, viết chung một thứ chữ Hán. Vậy mà nước tàu đã bao phen thống trị nước ta, mưu toan diệt nòi người Nam. Rồi, Tất Thành nói thấp giọng ngay cả Nhật cũng đã chiếm nước Cao Ly, làm thuộc địa rồi. Vậy thì người Nhật họ thương gì người Nam ta chứ? Không khéo, ta lại đi làm cái chuyện, đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau đặng thái thân nghe vậy hơi bối rối nguyễn tất thành vẫn thủ thỉ mới rồi có hai nhà ở gần nhà cháu cùng chung một ngõ đi ra vậy mà nhà nọ lợi dụng đêm mưa to đã đào ngạch chui vô buồng nhà kia lấy trộm của vậy thì cái sự thương nhau giúp đỡ nhau không thể căn cứ vào lý do địa lý hay màu da được đâu chú ạ à. ông đặng thái thân hai mắt chớp chớp ngón tay trỏ vẽ những vạch dài những đường nét rối mù trên mặt bàn rồi ông nói giọng phân vân ờ nhỉ những điều cháu vừa nói với chú rất gần mà ít ai nghĩ tới cháu có cái nhìn xa hơn lớp cha anh rồi đó nhưng cháu ạ à, ta không dựa vào người nhật chẳng lẽ lại dựa vào người pháp để đánh đổ ngai vàng xóa bỏ hệ thống vua quan nới rộng dân quyền chấn hưng kinh tế, nâng cao dân sinh dân trí như Phan Tây Hồ, tức Phan Chu Trinh, chủ trương. Nới rộng dân quyền, mở mang kinh tế, nâng cao dân sinh dân trí là ước mơ của mọi người từ bao đời nay. Nhưng mà dựa vào người Pháp để thực hiện ước mơ ấy thì là điều phi lý. Cháu nghĩ cũng chẳng khác gì cầu quỷ sứ về khử thần trùng. Ai lại nhờ kẻ cưỡi cổ dân mình để giải thoát cho dân mình chứ? vậy theo cháu nguyễn tất thành vò đầu thưa chú tìm con đường cứu nước cứu dân là tối trọng phải thận trọng phải nghĩ kỹ tính đến nước đến cái bởi nhất thất túc thành thiên cổ hận tái hồi đầu thị bách niên thân đại ý là sai một bước ôm hận suốt đời lúc ngoảnh lại thì đã trăm tuổi mất rồi nghĩ tìm phương cứu nước phải thận trọng như cháu nói là rất đúng rồi nhưng thời cơ đang thuận lợi cho ta là người nhật họ đang có thiện cảm với ta ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ cháu ạ à. dạ thưa chú sự hiểu biết của cháu còn ít còn non nớt vốn chữ học đọc sách chưa được là bao nhưng mà cháu trộm nghĩ tây dương hiện là cừu địch của dân ta nước ta muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng người xưa nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cháu cho là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây chưa chắc đã phải sách đâu. Nói như cháu rất có lý. Nhưng mà lẽ nào chúng ta lại dựa vào Pháp mà biết Pháp để rồi diệt được giặc Pháp chứ? Chú ơi, cháu đã đọc chuyện không gia đình. Sách của người Pháp viết về những người Pháp nghèo khổ sống vô gia cư, chết vô địa táng. Hiện giờ, cháu đang lần mò đọc sách của ông montesquieu và đọc sách của ông rousseau mà các chú thường gọi là mạnh đức tư cưu và lư thoa quán sách ông lừa ở bên cạnh trường quốc học của cháu có rất nhiều loại sách tân tiến cháu thường thuê về để đọc cháu đang tìm hiểu xã hội pháp qua đường sách báo đó chú ạ ông đặng thái thân mắt lấp lánh ánh sáng cảm động nhìn như soi lên đường ngôi mới hình thành trên đầu nguyễn tất thành ông chuyên nước trà nóng vào chén rồi bưng chén trà ấm đặt vào bàn tay tất thành giọng ân cần và tha thiết cháu uống với chú một chén trà để nhớ mãi cái đêm kỷ niệm này nhé dù là cháu không cùng đi một con đường với chú nhưng chú vẫn tìm thấy ở cháu một đồng chí đồng tâm vì chú cháu mình đều cùng một trái tim là yêu nước nghe vậy tất thành ôm chặt bàn tay ông đặng thái thân trong lòng hai bàn tay mình nói dạ chú hiểu được cháu mà người hiểu được mình chính là thầy của mình chú là bậc thầy của cháu cháu rất buồn nếu các cha chú coi thường lớp người trẻ là nhóc con hoặc miệng còn hơi sữa mà bàn chuyện quốc gia cháu tất thành ạ à, chú phải đi ngay đêm nay rồi chú không thể ở lại dạ đàm với cha cháu được nữa cháu nói với cha cháu thứ lỗi cho chú. Điều cuối cùng chú cháu mình hẹn nhau là cứu nước, cứu nước. Nguyễn Tất Thành nâng tấm rèm lên. Ông Đặng Thái Thân lách người qua cửa, lặn vào đêm tối mịt mù. Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, thăm ngàn thông núi ngựa thăm các chùa diệu đế thúy vân báo quốc trúc lâm tây thiên thiên mụ tháp phước duyên hôm đến chùa thiên mụ ngồi bên tháp phước duyên soi bóng xuống dòng sông hương võ liêm sơn thắc mắc chẳng biết có phật có thần không mà ông cha mình dựng đến những chùa truyền những đền đài cho tốn của tốn công vậy chớ một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu thành ngồi im lặng mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp phước duyên cổ kính vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Sơn Cù Thành Bữa ni ông Thành đi tu thực sự nên mũ ni che tai, không bình phẩm một lời mô với tụi mình rồi đó. Sơn bắt đúng mạch của Thành, đúng lắm. Cả đám bạn nhao nhao vừa nói vừa ôm cổ Thành lay lay. Đi tu thiệt hả? Thành cười tủm tỉm mình mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ. Nghe sao mà ngồi im vậy? Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật. Mình chỉ mới cảm thấy nếu như mặt đất này mà không có lên một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội nguồn nữa. Mình cho là có đền có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt đi tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan buổi viếng thăm chùa Thiên Mụ, thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành đi rón rén tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sừng sốt. Cha ơi, chẳng hay có chuyện chi hệ trọng vậy ông huy nâng bàn tay lên khoát con lui ra biết ý cha thành đứng lên đi xuống nhà bếp tìm anh đạt không thấy anh đâu thành đi ra sau vườn nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc truyện đạt đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe tay cầm cuốn công ước xã hội bằng tiếng pháp chăm chú đọc lúc thành đến gần mới biết về khi mô dứa thành em vừa mới về mà thành ngồi xuống bên cạnh anh cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ lắm em hỏi cha không nói chi cả cha ở bộ về từ lúc giờ thìn và cha thắp nhang ngồi lặng thinh anh không dám hỏi han chi nữa cha không ăn cơm trưa hả anh không cha chỉ uống nước lão mai thôi tức là gỗ cây may già đun sôi để nguội. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành. Nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài trên lầu ngũ phụng như một dải băng tan. Bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên, tiếng kèn tây cũng lu loe từ các trại lính khố xanh khố đỏ. Tiếng vọi đồng run run kéo dài. Hoàng triều có biến, nghiêm lịnh toàn thành thần dân ở tại nhà không ai được ra đường từ giờ dậu độ sáu giờ chiều qua giờ thìn tức là tám giờ sáng ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị thành chạy vội theo anh đạt về nhà đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ không dám sáp gần cha anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối thành xà vào bên cha hai tay anh ôm lấy đầu gối cha cha ơi hoàng triều có biến rồi Cha có nghe gọi đồng gọi không cha?" Quan Thừa Biển Huy giọng buồn buồn gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha, Quan Thừa Biển Huy nói vẻ đau xót. "Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây, công việc đang tiến hành thì bị lộ, Đức vua đã bị hạ ngục rồi." Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút phen đi thì người pháp họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước nam mình mất phải không cha đạt hỏi họ sẽ bỏ những ông vua cứng đầu dám chống lại họ chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước nam mình đâu con ạ à. thành ngẩng đầu nhìn cha nói ra là vậy đức vua thành thái của chúng ta đâu phải là lâu nay cha thầm nghĩ thành thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị nhưng cha đã lầm nghĩ rồi các con ạ. À. Giọng ông càng trở nên bùi ngùi. Đức vua hàng ngày giả vờ lơ đễnh với mọi việc trước đất trời này. Ngài giấu kín trí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách Pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc bỏ đụng tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của Đức vua vậy người pháp truất phế đức vua về cái tội ấy thưa cha thành hỏi bọn trương như cương đã tố cáo với lão khâm sứ là đức thành thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức duy tân hội và đang tìm cách trốn sang nhật ba cha con ông nguyễn sinh huy như ba pho tượng im lìm giữa đêm hè kinh thành huế sáng ngày 21 tháng 6 năm Đinh Mùi, tức là 30 tháng 7 năm 1907, dòng sông Hương như một khúc ruột quặn đau. Mây của cơn rông từ đêm hôm trước đang tụ động từng khối đen đè nặng bầu trời kinh đô Huế. Chim không bay về, hoa vườn thượng uyển ủ rũ. Mặt người dân kinh đô nặng chịu căm hờn, ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua mỗi nhà một nhang án hương nghi ngút đặt trước sân đầu ngõ và mọi người quần áo chỉnh tề tiễn biệt đức vua thành thái lệnh của tòa không lính cấm trại quan viên chức túc trực tại triều quan thừa biện nguyễn sinh huy mặc triều phục vào bộ lễ từ sáng tinh mơ trước lúc vào triều ông đốt một nén hương vòng đặt lên án thư ở giữa sân vái năm vái thành cùng với anh đạt nhập vào đám đông dân chúng từ cửa đông ba qua các ngả đường quanh hoàng thành dân lập bàn thờ hai dãy san sát nhau trên các ngả đường đều có lính gác tại cửa đông ba thượng tứ ngọ môn lính tây lính ta đứng hai hàng tên de la suýt chẽm chệ trên lưng con ngựa chiến ghim cương cho ngựa đi nước xăm dẫn đầu một đơn vị lính kỵ binh lướt qua lướt lại dọc đường thành từ bên hữu ngạn sông hương tên khâm sứ lê vec ngồi trong chiếc xe hơi hình thù như con bọ hung qua cầu thành thái trên lầu ngũ phụng tiếng gọi đồng cất lên thần dân giữ trọng nghiêm lệnh giờ đức vua lên đường biệt sứ bắt đầu mọi người đứng yên tại chỗ cúi đầu xuống nguyễn tất thành đứng nghiêm trang nhìn lên phía ngọ môn lòng anh đau thắt bên tai anh những tiếng khóc nức nở nhiều cụ già quỳ thụp xuống hai bên đường. Anh nhìn thấp thoáng đức vua chân đi giày hở gót, mặc thường phục. Theo sau đức vua là các quan cùng chiều. Tên khâm sứ Levec bước tới. Đức vua dừng bước. Tên sĩ quan cận vệ của hắn tiến đến bên vua. Hắn nói và hai tay làm điệu bộ. Vì ở xa tất thành không nghe tiếng tên khâm sứ nói những gì một tên sĩ quan cận vệ hai tay nâng ra trước mặt vua Thành Thái một trang giấy khổ rộng và bút nghiêng. Đức vua cầm lấy, ném ngay xuống đất, chửi vào mặt tên Levec, rồi xài bước qua mặt nó, đi lên phía trước. Dân chúng chắp tay vái theo vua Thành Thái. Cơn mưa chiều ập xuống kinh thành. Gió, gió nổi từng cơn, từng cơn gió xé mưa trong trời xa mù mịt ba cha con quan thừa biện ngồi trong nhà nhìn mưa thành hỏi cha chúng con đứng đằng xa chẳng rõ lão khâm sứ nói những gì mà đức vua đã không nén nổi giận họ đã làm theo lệnh ông toàn quyền bô mua chuộc và cưỡng ép đức vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm mưu chống lại nước đại pháp nếu đức vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại nguyên vị nếu không thì bị đẩy đi biệt xứ qua bên châu Phi. Người Pháp Đạt kéo dài giọng dở cái trò bần tiện quá rồi. Thành hỏi thêm cha. Đức vua Thành Thái đã cự tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy, mà lúc lên đường đi đầy biệt xứ, lão khâm sứ vẫn còn đón đường ép đức vua thì thật là dơ, phải không cha? Cái kế ấy thâm độc lắm chứ con, họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi mà là đi đầy. Đó là lúc dễ mềm yếu nhất, dễ bỏ nhân cách cao thượng, tiết tháo để chọn lấy cái sự sống an nhàn, chịu tiếng hèn hạ. Do đó, viên khâm sứ đã viết sẵn lời tuyên cáo đưa cho đức vua chỉ việc ký. Và đức vua đã nổi giận. Đức vua ném giấy bút xuống đất, mắt đức vua long lanh, ngài nói với thần dân. Muôn dân nô lệ từng đàn, vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta hỡi ôi mất nước tan nhà cầu thù quốc sĩ ấy là nợ chung cơn mưa chiều kéo dài tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của trời đất nỗi đau buồn về sự kiện vua bị đi đầy chưa nguôi trong lòng thì nguyễn sinh huy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ bổ nhiệm tri huyện Bình Khê tỉnh Bình Định. Một số quan cận thần dưới triều vua Thành Thái cũng bị hạ, một số khác đã xin từ quan. Đang khi chăn trở đi Bình Khê làm quan hay đi dạy học làm thuốc thì phó bảng Nguyễn Sinh Huy nhận được thư của bạn là quan đốc học đặng Nguyên Cẩn báo tin. Vương Thúc Quý trên đường xuất dương đã ngộ bệnh và từ trần ngày mùng 10 tháng 6 năm Đinh Mùi tức là 19 tháng 7 năm 1907. Nhân lúc đang nghỉ hè, Nguyễn Tất Thành xin phép cha được về phúng viếng thầy quý và thăm chị Thanh. Nhưng ông phó bảng cho Nguyễn Tất Đạt con trai trưởng về quê làm phần việc hiếu nghĩa ấy. Đạt lên đường về Nghệ An được mấy hôm thì ông phó bảng phải vào chiều nhận lệnh đi Bình Khê. Trở về đến nhà, ông gọi ngay con. Thành, đang làm gì đó con? Thành đứng lên, cha đã về ạ à. con con mới mượn được bộ sách những kẻ khốn nạn và con đã đọc hay tuyệt cha quan phó bảng huy cởi khăn áo treo trên móc giọng ông chua chát những người khốn nạn con đọc được sách tây con có thật tin là ở bên pháp còn nhiều người khốn nạn thật không dạ qua những trang sách con thấy ở bên tây có vô số những người khốn nạn đó cha ạ à vẫn cái bất công kẻ ăn không hết người lần không ra con người ta bị đầy đọa thật kinh khủng vậy mà họ lại bảo người pháp có sứ mệnh sang đây để khai hóa cho người nước nam đó con dọn cơm thưa cha cha chưa muốn ăn con đói cứ ăn trước đi dạ con cũng chưa thấy đói sáng nay chúng con đi tiễn bạn diệp văn kỳ về sài gòn bác diệp văn cương đã dọn cỗ tòa những món ăn huế ép chúng con ăn bằng được bác ấy nói mời các cháu cùng dự với gia đình bác một bữa cơm giặt món ăn huế để nhớ vì chưa biết có dịp nào trở lại huế nữa không mà sớm mai cha cũng đi bình khê rồi con ạ à. thành nhìn cha vẻ bối rối sớm mai cha đã đi ư cha không thể trì hoãn thêm nữa đi cho nó xong chuyện Hai cha con im lặng hồi lâu. Tất Thành đặt giỏ nước lên phản, rót mời cha. Quan phó bằng nâng chén nước, một làn hơi mỏng tỏa ra trước mặt. Ông nói nhỏ. Mai con thức dậy sớm, ra chợ mua sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc, thắp hương, tưởng nhớ mẹ con. Rồi khoảng trưa thì cha đi. Cha sang đò thăm một người bạn, hôm sau cha đi thẳng cha đi một mình sao được cha đã dặn dò các con về việc học việc nhà từ bữa trước một mình cha vô bình khê xem sao đã tiếng ông nói hạ thấp dần dân làm người dân là nguyện ước của cha bóng cây in xuống vuông sân như bông hoa đen xòe rộng cánh những con bồ câu rỉa lông phơi nắng ở một góc sân mấy khóm hoa râm bụt lập lòe lửa đỏ bên bờ dậu xanh quan phó bảng nguyễn sinh huy mặc áo đội khăn xong với lấy cái ô treo ở xà nhà ta đi con nguyễn tất thành nâng cái khăn gói bằng vài tây điều khoác vào vai anh nhìn cha với đôi mắt băn khoăn quan phó bảng quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối làn khói hương vẫn bay lang thang khắp nhà tĩnh lặng. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa, căn nhà kín mít im lìm. Đàn chim bồ câu rời khỏi góc sân chạy lúp xúc, bay là là theo, bịn bị rịn bên chân cha con ông phó bảng. Ông dừng lại nói, chim đòi ăn đó, con vô lấy thóc cho nó ăn đi. Thành rê rê những nắm thóc xuống sân, đàn chim xúm xít dưới bàn tay anh. Quan phó bảng dương cánh ô lên, bóng cái ô đổ dài lúng liếng trên mặt sân. Quan phó bảng đi trước, thành mang khăn gói của cha đi sau. Hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông Hương. Gần tới bến đò, thành xài bước đi gần bên cha. Con sang đò với cha nhé. Quan phó bảng nhìn con nói. Một mình cha đi thôi gió dưới sông càng thổi mạnh, cái ô như muốn tuột ra khỏi tay quan phó bảng. Tà áo, ống quần của hai cha con bay lùa cả về phía sau. Đôi chân Nguyễn Tất Thành xài dài chắc nịch, rướn lên trên gió ngược. Bến đò rộng thanh thang, mặt sông mênh mông, khách đại đò đứng dài rác từng nhóm. Hai cha con quan phó bảng dạo bước dọc ven sông. Thành nói, Gió phà nhập nhòa, giọng điệu. Như con đã thư với cha hôm nọ, học hết niên khóa này, con sẽ đi vô miền trong. Con băn khoăn, lúc ấy con muốn tìm đến gặp cha thì... Quan phó bảng châu mày. Chân ông bước hơi ngập ngừng. Cái ô trên đầu ông trao đảo mạnh. Ông nói giọng cứng rắn. Cha đã kính thư vào ông Hồ Tá Bang, Tổng Lý sau này gọi là tổng giám đốc công ty liên thành nếu lập được trường học dục thanh tại phan thiết có thể cha tới dạy chữ nho con nhận một chân dạy chữ mới nhược bằng cha không đến đó con càng phải cứng rắn tìm cho mình một hướng dung thân nuôi trí lớn quan phó bảng nét mặt tươi sáng nhìn xuống sông con đò đang từ từ cập bến ông đặt bàn tay lên vai con anh đạt của con ngoài quê vào, con nói lại với anh con những điều cha dặn. Với con, cha mong đợi rất nhiều đó. Cha đi nha. Thành đưa hai tay nâng khăn gói, trao cho cha. Ông Huy dơ cao cái ô lên, chân ông bước siêu siêu, bóng đổ dài phía sau, ngắn dần lại. Ông đi giữa đám hành khách chen chúc xuống đò, thỉnh thoảng ông ngoái đầu lại, nhìn con. Thành xòe bàn tay che nắng nhìn theo cha. Con đỏ rời bến, mũi con đỏ như lưỡi gươm trẻ ngang dòng sông loang loáng xanh. Cái ô quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy như một cái nấm nhòa vào vầng nắng quáng. Nguyễn Thất Đạt từ Nghệ An trở vào Huế. Đạt bàng hoàng trước cảnh nhà, cha đã đi khỏi kinh đô Huế. Em trai Nguyễn Tất Thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi, nằm mê man những người bạn thân nhất của thành là diệp văn kỳ lê thị hạnh đã về sài gòn công tôn nữ huệ minh đã về nhà chồng thành nhờ có một số bạn học mới giúp thuốc thang và cháo lão tất đạt chạy thầy chạy thuốc tiếp cho em anh sang tận bên an cựu mời thầy lang nổi tiếng về nuôi tại nhà trong những ngày em bệnh nặng khi được biết rõ bệnh nhân là con trai thứ của quan phó bảng nguyễn sinh huy thầy lang đã không lấy tiền bắt mạch kê đơn và cũng từ chối cả việc cơm nước thành khỏi bệnh hai anh em trả nhà lại cho chủ đến ở trọ tại quán ao hồ đường mạc đĩnh chi bây giờ trường quốc học có mặt học sinh mười hai tỉnh của xứ trung kỳ nhưng học trò nghệ tĩnh quảng nam là đông nhất do đó có hai quán trọ dành riêng cho học trò xứ nghệ và học trò xứ quảng hai anh em thành trọ chung một buồng hạng ít tiền nhất tự giặt lấy quần áo và ăn cơm bình dân thầy lê văn miến ghé thăm nơi ăn chỗ ở của học trò nghệ đồng hương với thầy thầy miến băn khoăn nói với anh em thành trước ngày quan phó bảng đi bình khê nhậm chức tri huyện thầy có bàn việc đón hai trò đến thầy nhà ở nhà thầy thì rộng có nơi ngồi học riêng biệt thầy và các con của thầy ăn chi các trò ăn nấy thầy không sống bằng cao lương mỹ vị đâu nhưng nhìn bữa ăn của hai trò thầy không cầm lòng nổi hai trò hãy về nhà thầy mà ở nhà thầy có một khu vườn xanh cả ngày không lúc nào vắng tiếng chim có những chậu cảnh và các loài hoa quý thầy biết trò thành yêu cảnh trí ấy và thích hội họa thầy sẽ dạy cho trò học thêm môn vẽ thưa thầy thành lễ phép nói con và anh con rất biết tấm lòng vàng của thầy ạ à và chúng con khi được ở bên thầy việc học của chúng con càng tấn tới nhưng dạ thưa thầy chúng con cũng muốn sống tự lực để khi gặp phải cảnh ngộ nào chúng con vẫn giữ được nếp nhà thầy nhìn bộ quần áo của thầy giọng xúc động thầy là gương sáng về cốt cách người nam để chúng con noi theo thầy đã từng du học ở bên tây ăn cơm tây nói tiếng tây nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào cái cốt cách của dân tộc nghe phần tiếp theo cuốn sách búp sen xanh của nhà văn sơn tùng vào giờ này ngày mai mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn sách này